Bột đậu xanh Goganic xin chào các bạn. Bột đậu xanh Goganic là thực phẩm tiện lợi, có thể hỗ trợ bổ sung thêm chất xơ cho bữa ăn hàng ngày với 7 vị rau củ đa dạng như diếp cá, tía tô, rau má, cải bó xôi, củ dền và bí đỏ. Bạn có thể thoải mái lựa chọn thực đơn cho cả một tuần. Bột đậu xanh Goganic cam kết nguồn nguyên liệu sạch, 100% rau củ tự nhiên, công nghệ sản xuất hiện đại, quy trình khép kín, mang đến công dụng tuyệt vời cho cơ thể. Đó là hỗ trợ dinh dưỡng trong quá trình giảm cân, giảm mỡ bụng, thanh lọc cơ thể, giảm cơ chế hấp thụ mỡ, tốt cho hệ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, giảm tình trạng thèm ăn. Các hoạt động chống chất oxy hóa tự nhiên giúp cơ thể luôn rạng rỡ, căng tràn sức sống. Bộ đồ sạch Goganic tự hào mang đến những sản phẩm chất lượng uy tín đến tay người tiêu dùng, đồng hành cùng sức khỏe mọi nhà. Bộ đồ sạch Goganic được kiểm định và đặt chứng nhận BRC của Hội đồng Anh, đặt chứng nhận FDA do Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, đạt top 10 thương hiệu Việt tin cậy năm 2021 do Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cấp. Sản phẩm được bảo hiểm bởi công ty cổ phần Quân đội Mix. Bộ đồ sạch Goganic đã giúp cho hàng triệu người cải thiện được sức khỏe rõ rệt chỉ với 30 giây pha uống đơn giản mỗi ngày. Sức khỏe và sức đẹp luôn là điều mà mọi người quan tâm nhất hiện nay. Và để có được những lợi ích tuyệt vời từ bột đồ sạch Goganic, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi qua fanpage hoặc số hotline 0798808338 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí nhé. Bột đồ sạch Goganic, chỉ ăn rau, không ăn hóa chất.